Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, chiều nay, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã tập trung triển khai các bước chuẩn bị để thực hiện chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2021. Ngay sau khi có chủ trương từ thành phố, từ đầu giờ chiều nay, ngày 16 tháng 7, phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai cuộc họp giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành cán bộ cốt cán địa bàn khu dân cư. Để đảm bảo yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16, phường sẽ có phương án kiểm soát phù hợp, đảm bảo chặt chẽ. Địa bàn phường thì khá rộng và rất là nhiều cửa ngõ, thì phường sẽ làm các cái biển bảng để cảnh báo người dân là khu vực phường là thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch. Đồng thời là tăng cường công tác tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh và các cái phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là các cái lực lượng mặt trận đoàn thể, đặc biệt đoàn thanh niên sẽ tiến hành là đi tuyên truyền tại các kiệt ngõ hẻm về thực hiện cái chỉ thị 16. Trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc có khoảng 8.000 hộ dân với 40.000 dân khẩu, trong đó có khá đông công dân và sinh viên. Phường sẽ phân công các lực lượng tăng cường tuyên truyền trong nhân dân và xử phạt các trường hợp vi phạm. Để duy trì cái thực hiện chỉ thị 16 thì đối với phường sẽ phân công các lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuần tra trên địa bàn, nhắc nhở và xử lý những người dân nếu không chấp hành việc thực hiện chỉ thị 16. Hiện nay thì phường đang cho rà soát tất cả các công nhân trên địa bàn để tiến hành là đề nghị là sẽ sớm xét nghiệm. Đến đầu giờ chiều nay, phường Hòa Khánh Bắc đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm đã được địa phương khẩn trương triển khai. Việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 sẽ giúp địa phương nhanh chóng kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng.